Tiếp theo phần trước lại nói: Đại quân Trấn Thiên Quan và Thủy sư Âm Khang Thị cũng có thương vong thảm liệt. Sau khi chiến đấu chấm dứt, các quân nghỉ ngơi chỉnh đốn, trị liệu người bị thương, an táng người chết. Đám thống lĩnh như Trung Nhạc, Âm Phụ Khang đích thân xuất lĩnh các quân cử hành một trận đại điển tế tự an táng, nhằm để an ủi hồn thiêng của người chết trên trời. Các quân báo lên nhân số thương vong, lần này Thiên Thiên Cấm Quân lại có 100 vạn thần ma thương vong, chỉ còn lại có 1.200 vạn quân. Đại quân chín trấn 12 bảo cũng có tử thương, thế nhưng cũng không nhiều lắm. Thủy sư Âm Khang Thị cũng không thiếu thương vong. Âm Phần Huyên chủ trưởng Thủy sư Âm Khang Thị dựa vào Thiên Hà Chi Châu ở mặt sau Trấn Thiên Quan điều binh khiển tướng, bảo toàn được chủ lực Thủy sư Âm Khang Thị. Hoàng Đình Thế gặp phải lần đại bại này, chỉ sợ sẽ mời Đế Linh Hoàng Đình Đại Đế hạ giới rồi. Trung Nhạc nhìn về phía doanh địa Hoàng Đình Thị và Thủy sư Thiên Đình ở xa xa, trong lòng thầm nghĩ: Đế Linh Hoàng Đình Đại Đế cộng thêm chư thiên thần đạo chung, ta quyết không thể để cho Hoàng Đình Thị triệu hoán Đế Linh Hoàng Đình Đại Đế được. Trong đại doanh Hoàng Đình Thị, một tòa tế đàn thật lớn được dựng lên, thanh âm tế tự vang vọng truyền tới. Hiển nhiên Hoàng Đình Thị ăn phải trận đại bại này, tổn thất thảm trọng, quyết tâm mời Đế Linh Hoàng Đình Đại Đế hạ giới, xoay chuyển chiến cuộc. Chư thiên thần đạo chung được tế khởi thật cao, thủ hộ ở trên không trung, tiếng chuông nhẹ nhàng chấn động. Thủy sư Thiên Đình thì thủ hộ ở phía trước đại doanh, đề phòng Trấn Thiên Quan tới đánh lén. Năng lực của Lâu Chính Sư quả thật vượt qua những tướng lĩnh Thiên Đình khác khá nhiều. Đại quân Hoàng Đình Thị tổn thương nguyên khí nặng nề, mà chủ lực Thủy sư Thiên Đình lại được bảo toàn. Thời điểm lui lại cũng là gọn gàng, ngăn nắp, là một khúc xương cứng khó gặm. Đột nhiên trong Trấn Thiên Quan chuyển ra tiếng kèn vang vọng. Thiên Thiên Cấm Quân và Thủy sư Âm Khang Thị đi trước, tế khởi Phù Tăng Thần Thụ, dùng Phù Tăng Thần Thụ mở đường, xông thẳng về phía này. Còn có đại quân của Lý Bích Quan và Ngự Thiên Quan cũng từ hai bên sắp công tới. Còn có tướng lĩnh của chín trấn 12 bảo cũng xuất lĩnh đại quân giết tới. Phần mỏ, phần chảo, phần cánh hình thành thế kim ô chém giết, ầm ầm va chạm với Thủy sư Thiên Đình. Lâu Chính Sư điều động đại quân ra sức chống đỡ, tiếc rằng Kim Hà Hề đã điều động các lộ quân của Trấn Thiên Quan, khiến cho đại quân giống như một con kim ô hung hãn chém giết. Thủy sư Thiên Đình thương vong càng lúc càng nhiều, cộng thêm Lũy Bích Quan và Ngự Thiên Quan trùng kích, Thủy sư Thiên Đình tuyệt đối không chống đỡ được. Các thần ma của Hoàng Đình Thị đang tế tự Đế Linh Hoàng Đình Đại Đế, uy năng của chư thiên thần đạo chung cũng bị Phù Tăng Thần Thụ ngăn cản, chỉ dựa vào Thủy sư Thiên Đình một cây cột chẳng chống nổi nhà lớn. Lâu Chính Sư ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lực lượng tế tự của Hoàng Đình Thị xuyên qua hư không, bất quá đã không kịp tiếp dẫn Đế Linh của Hoàng Đình Đại Đế hạ giới. Sợ rằng đại quân rất nhanh sẽ xông phá phòng ngự của Thủy sư Thiên Đình, hắn không khỏi thầm than một tiếng, hạ lệnh nhổ trại lui về phía sau, rồi cao giọng nói: Đạo Cực Huynh, trước lui trở về thánh địa Hoàng Đình Thị, rồi lại hãy tính tiếp đi. Bình Đạo Cực nhìn về phía các lộ đại quân đang đánh tới, trong lòng biết rõ không thể chính diện chống lại. Nếu như Thủy sư Thiên Đình tháo chạy, bọn họ đang lúc tế tự Đế Linh Hoàng Đình Đại Đế cũng sẽ chỉ rơi vào một trường giết chóc, chỉ đành phải hạ lệnh lui binh. Trận truy kích này giằng co suốt nửa năm đằng đẵng, dọc theo đường đi đại chiến dâng lên bốn phía. Thủy sư Thiên Đình tiến thối có trật tự, nhưng quân kỳ đại quân Hoàng Đình Thị lại không đủ xâm nghiêm, trên đường đi tử thương thảm trọng, bị đám người Trung Nhạc vây đuổi đánh cướp, đã hao tổn 6-7 thành chiến lực. Đám người Trung Nhạc truy kích tới bên ngoài thánh địa Hoàng Đình Thị, đột nhiên chỉ thấy bảo quang sung thiên, một con bàn hồ tế khởi 9 vầng thần nguyệt, chính là bàn kê đã từ Thiên Hà Chi Châu chạy về, đã mang đế binh của bàn hồ thị tới đây. Mà trong thánh địa Hoàng Đình Thị, đế lăng dâng trào, đế uy cuồn cuộn, phảng phất như Hoàng Đình Đại Đế muốn phục sinh trở lại vậy. Ở bên ngoài đế lăng có không biết bao nhiêu tộc nhân Hoàng Đình Thị đang hướng về phía đế lăng tế tự khấn bái. Trung Nhạc lập tức hạ lệnh cho đại quân lui về phía sau, quay trở về Trấn Thiên Quan. Đánh bại Hoàng Đình Thị là một chuyện, giết vào thánh địa Hoàng Đình Thị lại là một chuyện khác. Trấn Thiên Quan cho dù liên thủ với Ngự Thiên Quân và Lũy Bích Quan cũng không thể tiêu diệt được một đế tộc. Dọc đường trở về, chỉ thấy một con đường do vô số thi thể thần ma trải ra, từ thánh địa Hoàng Đình Thị kéo dài tới tận Trấn Thiên Quan. Đại bộ phận những thi thể này đều là thi thể của các thần ma Hoàng Đình Thị và Thủy sư Thiên Đình. Sắc mặt của Phủ Nhai Đế Quân ngưng trọng, Từ Giã Trung Nhạc nói: Bên phía Thiên Đình đã vận dụng đế binh, mời tới đế tộc và hoàng tộc, thậm chí còn sử dụng đế thi và đế linh. Nếu như đế quân không có thủ đoạn khác, Trấn Thiên Quan và Ngự Thiên Quan ta, còn có Lũy Bích Quan nữa, đều chỉ có kết cục là diệt vong xuống đài.
ta trở lại Ngự Thiên Quan trước vậy, chuẩn bị chiến sự về sau. Trung Nhạc Tiễn Đưa mỉm cười nói: Phủ Nhai sư huynh xin yên tâm, đế quân đối với chiến dịch phát sinh tại trấn Thiên Quan chính là rõ như lòng bàn tay, tất nhiên sẽ có quyết sách thôi. Đa Âm đế quân cũng cáo từ rời đi, rồi lên tiếng nói: Nếu như Dịch Quân Vương lại có chiến sự, cứ việc thông báo cho chúng ta một tiếng là được. Trung Nhạc Tiễn Đưa bọn họ rời đi, quay trở lại trấn Thiên Quan. Hắn đang muốn chỉnh hợp quân bị, đột nhiên có thần tướng tới bẩm báo nói: Chủ công, Tiên Thiên Cung có sứ giả tới. Trung Nhạc ra cửa đón chào, thoáng ngẩn người một cái, chỉ thấy Lung Chất hay còn gọi là Lung Điệt và một tôn nữ thần nhân khác, phía sau mỗi người đều có hai vị thần hoàng đi theo. Dịch tiên sinh, đã lâu không gặp rồi. Lung Chất mỉm cười nói: Vị này chính là lão Lục nhà ta, tên là Kiều Đông. Trung Nhạc về nhìn về phía tôn nữ thần nhân kia, da đầu nhất thời tê dại. Lão Lục trong bảy huynh đệ của Tiên Thiên Đế Quân lại là một tôn mẫu hoàng đế quân. Kiều Đông mỉm cười nói: Dịch tiên sinh, ta và ngươi từng gặp mặt nhau, chỉ là lúc đó khuôn mặt ta bao phủ trong thần quang, hiện tại mới dùng chân diện mục gặp ngươi. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh. Dung mạo của Kiều Đông mặc dù xinh đẹp, vóc người cũng rất không tệ, nhưng lại mang tới cho người ta một loại cảm giác không chân thật, phảng phất như nàng chỉ là khoác một bộ túi da nữ tử. Còn mỗi trùng dưới túi da rút cuộc có bộ dạng gì, vậy thì không thể nào biết được. Đế quân biết rõ chiến sự trấn Thiên Quan căng thẳng, cho nên mới mời chúng ta tới đây tương trợ. Lung Chất mỉm cười nói: Bốn vị thần hoàng mà chúng ta mang tới này phân biệt là Chiến Tranh Linh Thể, Bắc Đầu Linh Thể, Thất Sát Linh Thể và Ôn Dịch Linh Thể, còn không bái kiến Dịch Quân Vương đi. Bốn vị thần hoàng khom người thi lễ với Trung Nhạc. Trong lòng Trung Nhạc chấn động, Tiên Thiên Đế Quân rốt cuộc đã bắt đầu sử dụng tiền vốn của hắn. Bốn vị thần hoàng này chính là đại biểu cho chiến tranh, tử vong, giết chóc và ôn dịch. Tác dụng của bọn họ đối với chiến trường không thua kém bốn tôn đế quân cường đại chút nào, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Trung Nhạc dằn xuống sự chấn động trong lòng, mời sáu người tiến vào Quân Vương Điện, rồi nghiêng người hỏi: Ngoại trừ hai vị sư tỷ, đế quân còn phái viện quân khác tới nữa không vậy? Kiều Đông mỉm cười nói: Tiên sinh có chỗ không biết rồi. Bốn lộ đại quân Thiên Đình đã đi tới Lũy Bích Quan và Ngự Thiên Quan. Bốn lộ đại quân này chính là tứ đại sư môn của Thiên Đình. Nhị huynh Thái Phùng đã đi Lũy Bích Quan, còn tứ ca Dực Thiên Quân và ngũ tỷ Nữ Phòng đã đi Ngự Thiên Quan. Mà ta và Tam tỷ thì tới nơi này của ngươi tương trợ. Thật không dám dẫu, Thiên Đình vô cùng coi trọng ngươi, đã lệnh cho quỷ sư Quỷ U Minh đích thân xuất lĩnh đại quân tới đây rồi. Sao? Quỷ sư Quỷ U Minh ư? Trong lòng Trung Nhạc thoáng giật mình, sắc mặt ngưng trọng. Quỷ U Minh chính là cường giả, cơ hồ đã tu thành đế cảnh. Đế Minh Thiên Đế vậy mà lại phái quỷ sư tới đây, có thể thấy được là coi trọng hắn tới mức nào. Quỷ U Minh mang tới đại quân Tam Đại Thiên Vương của Nam Thiên Môn, binh lực cực kỳ cường thịnh. Kiều Đông mỉm cười nói: Quỷ U Minh hành quân bảy trận, một giọt nước không lọt được, tuyệt đối là kình địch trước giờ chưa từng có của ngươi. Hắn cái nhìn đại cục không được, thế nhưng việc nhỏ chính là chí tướng nhất đẳng. Chỉ có ta mới có thể chống lại được hắn ta thôi, cho nên đế quân mới để cho ta tới đây. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, hiện tại Tiên Thiên Đế Quân chỉ phái ra 5 vị huynh đệ tỉ muội của chính mình, chẳng lẽ hắn thật sự không còn thủ đoạn tiếp theo hay sao? Đây đã là đòn sát thủ của hắn rồi hay sao? Hai vị đế quân có thể chống lại Đế Binh, Đế Thi cùng với Đế Linh hay không? Trung Nhạc đột nhiên hỏi. Lung Chất và Kiều Đông liếc nhìn nhau một cái, nhất tề mỉm cười nói: Hai tỷ muội chúng ta chính là vì vậy mà tới. Năm xưa trong cuộc chiến đoạt đế của Đế Minh Thiên Đế, Đế Linh chết trong tay chúng ta cũng có tới mấy cái. Bằng không, hiện tại đế tộc trong Tử Vi cũng không chỉ có 24 chủng tộc rồi. Trung Nhạc hít mạnh một hơi lãnh khí. Hai nàng nữ tử trước mặt này vậy mà đã từng diệt qua đế tộc sao? Vậy hai vị đế quân mang tới bao nhiêu đại quân vậy? Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, lên tiếng hỏi. Lung Chất mỉm cười nói: Tự nhiên là mang tới không ít đại quân, chỉ là đều ở trong bụng của lão Lục rồi. Kiều Đông liếc xéo nàng một cái, cười duyên nói: Tam tỷ lại trêu ghẹo người ta rồi. Trong bụng ta tuy nói là có ước vạn thần ma, nhưng trong tinh hồng bảo của tiên sinh cũng có không ít con cháu của ta đâu. Nàng chính là chỉ những con thần và mẫu chủng côn tộc mà đám dã man nhân tộc bọn phủ lê nuôi dưỡng ở trong tinh hồng bảo. Thân là mẫu hoàng, nàng dễ dàng có thể giáng ngự đám con tộc này.
Dịch tiên sinh, thi thể của bộ hạ ngươi ta sẽ không động tới. Bất quá thi thể của quân địch chết tại trấn thiên quan này có thể để cho thiếp thân dùng làm lương thực được không? Kiều Đông đột nhiên hỏi. Ra đầu Trung Nhạc nhất tề tê dại, hít mạnh một hơi nói: Sư tỷ, chết trận xa trường là vinh quang của chiến thần. Nếu bọn họ đã chết rồi, cần gì phải vũ nhục thi thể của bọn họ như vậy chứ? Tiên sinh, cho dù ngươi có an táng bọn họ, cũng chỉ là để cho bọn họ quay trở về với thiên địa tự nhiên, không bằng đơn giản dùng để nuôi nấng hài tử của ta đi. Đây cũng chưa chắc không phải là một trận luân hồi. Kiều Đông không cho là đúng, mỉm cười nói: Tiên sinh, lòng dạ đàn bà chính là không được rồi. Cặp mày của Trung Nhạc nhíu chặt. Kiều Đông cất bước đi ra ngoài, mỉm cười nói: Mai táng bọn họ cũng chỉ là lãng phí thôi. Mà sau khi hài tử của ta lớn mạnh, sẽ có thể giúp ngươi giết địch, giảm bớt thương vong của bộ hạ ngươi. Dịch tiên sinh, ngươi hẳn là phải cảm tạ ta mới phải kìa. Cặp mày của Trung Nhạc giãn ra, cũng không có ngăn cản. Lúc này, Lung Chất đột nhiên truyền âm cho hắn nói: Dịch tiên sinh, chủ công bảo ta mang tới cho ngươi một tin tức. Trong lòng Trung Nhạc nghiêm nghị, truyền âm trở lại hỏi: Sao, đại tư mệnh có lời gì muốn ngươi nói với ta sao? Thân phận của ngươi đã bại lộ. Tử Quang Quân Vương đã bắt được nhược điểm của ngươi. Mặc dù hắn vẫn chưa nói cho Tiên Thiên Đế Quân biết, bất quá cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ánh mắt Lung Chất chớp động, lên tiếng: Chủ công bảo ngươi nên sớm một chút chuẩn bị, đừng lui cho mình tốt vào, tránh cho tới lúc thân gặp bất chắc. Cái gì? Tử Quang Quân Vương đã khám phá ra thân phận của ta rồi sao? Trung Nhạc có chút giận cả tóc gáy. Thiên hạ dũng tướng nhiều như mây, nhưng chí tướng lại không nhiều lắm. Trong toàn bộ các chí tướng, tồn tại duy nhất khiến cho hắn kiêng kỵ chính là Tử Quang Quân Vương. Không nghĩ tới Tử Quang Quân Vương vẫn là đã bắt được nhược điểm của hắn. Vị chủ công trong miệng Lung Chất này chính là đại tư mệnh. Ở trong trấn thiên phủ, bốn người Lung Chất, Thái Phùng, Dực Thiên Quân và nữ phòng đều đã bị đại tư mệnh hàng phục, trở thành bộ hạ của đại tư mệnh, cho nên tin tức Lung Chất mang tới tuyệt sẽ không sai. Chủ công nói Tử Quang Quân Vương đã phái ra thân tín của chính mình đi tới 3000 lục đạo giới, đoán chừng là muốn nhìn một chút gã Trung Nhạc kia rồi. Lung Chất tiếp tục nói, hắn là muốn điều tra gốc rễ của ngươi, hoài nghi ngươi chính là Trung Nhạc. Không chỉ như vậy, chủ công còn nói con mắt trên mi tâm Tiên Thiên Đế Quân sắp sửa mở ra được rồi, bất quá khoảng chừng 300 năm mà thôi. Khỏa thụ nhãn trên mi tâm của hắn mở ra sẽ có thể nhìn thấu thân phận của ngươi. Con mắt trên mi tâm Tiên Thiên Đế Quân kia là con mắt của vị thần vương đã phong ấn phục khi thần tộc kia. Trong lòng Trung Nhạc đại chấn. Trên mi tâm của Tiên Thiên Đế Quân có một khỏa thụ nhãn. Chuyện này hắn cũng biết rõ, chỉ là khỏa thụ nhãn này thủy chung vẫn chưa được mở ra. Hắn vốn cho rằng khỏa thụ nhãn này là do bản thân Tiên Thiên Đế Quân luyện thành, không nghĩ tới lại là con mắt của tồn tại tà ác kia. Nếu con mắt này mở ra, vậy chính mình liền chạy trời không khỏi nắng. Khoảng chừng 300 năm, nói ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm. Thời gian 300 năm này, chính mình có thể tu luyện tới tình trạng tự bảo vệ chính mình hay không? Trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn còn muốn mượn thế lực của Tiên Thiên Đế Quân để làm lớn mạnh bản thân, bảo toàn bản thân. Nếu không có đầy đủ thời gian, hắn căn bản không thể trở thành tồn tại có thể chống lại chư thiên thần ma. Thỏ khôn đều ở ba hang, ta nhất định phải lưu cho chính mình một đường lui rồi. Trung Nhạc hít mạnh một hơi, nhìn về phía Lung Chất, ánh mắt chớp động hỏi: Sư tỷ, các người có nắm chắc có thể bảo vệ được trấn thiên quan hay không? Lung Chất cười khúc khích nói: Sao, người muốn rời đi một thời gian hay sao? Trung Nhạc gật đầu nói: Đúng vậy, ta muốn rời khỏi một thời gian, nhưng sẽ lưu lại phân thân của chính mình trấn thủ ở nơi đây để phòng bất chắc. Bất quá ta lo lắng sau khi ta rời khỏi, người có thể bảo trụ được trấn thiên quan hay không đây? Lung Chất khẽ mỉm cười nói: Tự nhiên là có thể. Trung Nhạc đột nhiên lại hỏi: Vậy người có thể khống chế được Kiều Đông Đế Quân hay không? Lung Chất có chút trầm ngâm, thử dò xét hỏi: Ý của ngươi là người lo lắng nếu ngươi không có ở đây, Kiều Đông sẽ ăn thịt bộ hạ của ngươi ư? Trung Nhạc gật đầu. Lung Chất lắc đầu nói: Chỉ cần Đế Quân chưa chết, Kiều Đông sẽ không dám làm càn. Ngươi yên tâm đi, nàng khâm phục nhất chính là Đế Quân, đối với hắn chính là trung tâm như một. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: Vậy trấn thiên quan ta phải làm phiền sư tỷ rồi.
Trung Nhạc đi gặp hai vị phu nhân, cặp mày của Âm Phiền Huyên và Kim Hà Hề đều nhíu chặt. Trung Nhạc thân là chủ soái, nhân vật chủ chốt của Trấn Thiên Quan, thời điểm này hắn lại rời khỏi khiến cho các nàng đều có chút bất ổn. Tiền Thiên Đế Quân sẽ không để cho Trấn Thiên Quan có bất cứ sơ thất nào. Hai vị đế quân Lông Chất và Kiều Đông tới đây chi viện chỉ là khúc dạo nhạc. Sau này thế lực ẩn tăng của Tiên Thiên Đế Quân còn sẽ cuồn cuộn không ngừng chạy tới. Đám hoàng tộc đế tộc, bọn Cự Linh Thị cũng sẽ không ngừng phái viện quân tới. Thiên Đình nghĩ muốn bắt lấy Trấn Thiên Quan cơ hồ là không có khả năng rồi. Trung Nhạc nói, phân thân của ta vẫn lưu lại ở đây. Có ta trưởng khống đại cục, cho dù không đích thân xuất trận cũng có thể chống đỡ được kẻ địch. Theo như ta thấy, Trấn Thiên Quan chúng ta sẽ trở thành chiến trường lớn nhất trong lần tranh đoạt đế vị này. Các lộ thần ma đều sẽ tụ tập ở nơi đây. Đế binh, đế quân và các loại linh thể đều sẽ lên tràng. Các loại thần binh uy năng kỳ dị đều sẽ xuất hiện ở trong Trấn Thiên Quan ta. Chút sức chiến đấu này của ta cũng sẽ không quan trọng nữa rồi. Không bằng đơn giản thừa dịp tiêu điểm của thiên hạ đều nằm ở trong tranh đoạt đế vị, ta nhân cơ hội này đi làm một chút chuyện tình ngày thường không thể làm được. Âm Phần Huyên và Kim Hà Hề lướt nhìn nhau một cái, hai vị nương nương đều hiếu kỳ vạn phần. Kim Hà Hề lên tiếng hỏi, phu quân muốn đi làm chuyện gì vậy, sao ngày thường không thể đi làm vậy? Trung Nhạc khẽ mỉm cười thản nhiên nói, các người chưa cần biết đâu, đã biết rồi trái lại sẽ không tốt đối với các người. Kim Hà Hề càng thêm hiếu kỳ. Âm Phần Huyên chợt hỏi, phu quân chuyến đi này đi phải bao lâu mới có thể trở về được? Nhanh thì 20 năm, còn chậm thì... Trung Nhạc lắc lắc đầu nói, nếu như các ngươi có nguy hiểm gì, ta sẽ toàn lực để mà chạy về. Hai vị nương nương lại lướt nhìn nhau một cái, chân thành nói, thiếp thân chỉ có thể cầu chúc cho phu quân sớm ngày trở về. Trung Nhạc lưu lại một vạn cỗ phân thân, gọi Hỗn Độn Vũ tới, rồi mỉm cười nói, Vũ sư huynh, ta thu hỗn độn thần quả của ngươi để cho ngươi ở lại bên cạnh ta. Hiện tại ta muốn ra ngoài du lịch, ngươi có muốn đi cùng không? Hỗn Độn Vũ nói, ta đi lấy phù tăng thần thụ. Trung Nhạc lắc đầu, không cần mang thần thụ này theo, lưu nó lại đây trấn thủ Trấn Thiên Quan. Hỗn Độn Vũ vào đầu bứt tay, trong lòng thầm nghĩ, lão tổ bảo ta mang theo đế binh tới đây, không ngờ đế binh của nhà ta sau khi tới Trấn Thiên Quan giống như đã biến thành của Dịch Tiên Sinh vậy. Đoán chừng chỉ có lão tổ đích thân tới nơi này mới có thể đòi lại được. Lão tổ chỉ bảo ta ở lại bên cạnh Dịch Tiên Sinh, cũng không có nói là nhất định phải mang đế binh theo bên người. Hai người cất bước tiến vào hư không. Thiên Dực cổ thuyền chính là bị Trung Nhạc ẩn giấu trong không gian. Bọn họ leo lên cổ thuyền, nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy Kiều Đông đế quân hiện ra nguyên hình, biến thành một con mẫu trùng to lớn côn trùng, đang bò dọc theo con đường thi thể thần ma đi về phía thánh địa Hoàng Đình Thị. Dọc đường đi, nàng không ngừng đẻ trứng, trực tiếp đẻ vào trong cơ thể của các thần ma thủy sư Thiên Đình và Hoàng Đình Thị chiến tử. Những nơi nàng bỏ qua, từng con côn tộc từ trong huyết nhục của đám thần ma chui ra, càng lúc càng nhiều, số lượng nhiều tới kinh người. Đợi tới lúc nàng vào tới phụ cận lãnh địa Hoàng Đình Thị, toàn bộ thi thể của đám thần ma chiến tử này đều đã trở thành chất dinh dưỡng của đám côn tộc con cái của nàng. Mẫu hoàng côn tộc quả thật là lợi khí, chiến đấu đại quy mô mà. Trung Nhạc thôi động Thiên Dực cổ thuyền rời đi, trong lòng thầm nghĩ, có Kiều Đông đế quân ở đây, côn tộc sẽ có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra, chiến đấu càng nhiều càng thảm liệt, đám côn tộc cũng sẽ càng nhiều hơn, đã có binh lực cuồn cuộn không ngừng chống đỡ, chiến dịch hẳn là sẽ không thua. Duy nhất đáng lo chính là đế linh và đế thi của Hoàng Đình Đại Đế. Bất quá nếu như Lông Chất các nàng đã nói có từng đối phó qua đế binh đế linh, hẳn là có loại thủ đoạn tương ứng rồi, chứ không phóng tên không đích được. Lúc này thanh âm của Tân Hỏa chợt vang lên nói, Trung Sơn Thị, ngươi thật sự muốn rời khỏi Trấn Thiên Quan, từ bỏ cơ hội cuộc chiến đoạt đế lần này hay sao? Đây là cơ hội tốt trời ban kìa, có thể va chạm với cường giả của các tộc, để cho ngươi nhìn thấy đạo pháp thần thông của vạn tộc thế gian, có lợi cho ngươi để thăng tu vi thực lực và nhận giới kiến thức của chính mình. Sắc mặt của Trung Nhạc bình tĩnh lên tiếng nói, cơ hội lần này mặc dù hiếm thấy, thế nhưng tư liệu liên quan tới bí cảnh thứ 7 do Phục Môn Đạo Tôn lưu lại càng quan trọng hơn. Chân thân của ta lưu lại Trấn Thiên Quan ý nghĩa đã không lớn nữa rồi, phân thân lưu lại nơi này cũng có thể nhìn thấy đạo pháp thần thông của vạn tộc được, để tăng nhãn giới kiến thức của ta lên. Khuyết điểm duy nhất chính là ta không thể đích thân xuất trận giao thủ với cường giả các tộc được. Bất quá
hiện tại Tử Quang Quân Vương đã hoài nghi ta. Tiên Thiên Đế Quân cũng có năng lực nhìn thấu thân phận chân chính của ta. Nguy cơ đã lửa xém ngang mày, cho nên ta nhất định phải tìm được tư liệu của Phục Môn Đạo Tôn, lưu lại một đường lui. Tân Hỏa từ trong thức hải của hắn bay ra, đứng trên đầu vai của hắn, lên tiếng nói: "Vậy ngươi định đi đâu?" "Thiên Hoàng Đế Đạo." Trong mắt Trung Nhạc chớp động tinh quang, thấp giọng nói: "Phong sư huynh đã từng nói qua, trong Thiên Hoàng Đế Đạo có đồ vật mà ta cần, cho nên ta nhất định phải đi một chuyến. Bất luận nơi đó có di lưu của Phục Môn Đạo Tôn hay không cũng vậy. Nếu ta đi đủ nhanh, sẽ có thể trước khi cuộc chiến đoạt đế kết thúc mà kịp trở về." Thiên Dực Cổ Thuyền gào thét bay đi, tiến vào tinh không mịt mù. Tân Hỏa đảo mắt quan sát bốn phía, rồi lắc đầu nói: "Đây không phải là đường đi đi Thiên Hoàng Đế Đạo." Sắc mặt Trung Nhạc bình tĩnh nói: "Ta đi mời Phong sư huynh xuất sơn, nhờ hắn đi Chấn Thiên Quan hỗ trợ." Tân Hỏa bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh nói: "Sao? Ngươi muốn mời tên điên kia xuất sơn sao? Ngươi điên rồi, tên điên kia chạy tới sẽ có không biết bao nhiêu thần ma bị hại." Trung Nhạc bật cười nói: "Tân Hỏa, thời điểm Phong sư huynh không điên sẽ rất ôn nhu, là một nam nhân tốt kìa." Tân Hỏa cả giận nói: "Phi, đám thần ma bị hắn giải phẫu kia chưa từng bao giờ cảm thấy hắn ôn nhu cả. Mỗi lần ngươi đi tới chỗ của hắn ta, ta đều cảm thấy kinh hồn bạt vía, không thể không ẩn tàng xuống kìa." Trung Nhạc cười ha hả nói: "Thời điểm hắn giải phẫu thần ma cũng rất là ôn nhu mà. Hắn cẩn thận thận thận, lo lắng sẽ làm hư đám thần ma kia." Tân Hỏa không ngừng nhổ phi phi mấy cái. Hỗn Độn Vũ nhìn chằm chằm đốm lửa nhỏ trên vai Trung Nhạc, vội vàng lấy ra thần kính ghi chép lại hình ảnh đốm lửa nhỏ này, trong lòng thầm nghĩ: "Ồ, trước đây cũng chưa từng thấy qua đốm lửa nhỏ này. Quả nhiên trên người Dịch Tiên Sinh còn cất giấu rất nhiều bí mật mà." 2 tháng sau, Thiên Dực Cổ Thuyền đã đi tới loại tinh trạch. Trung Nhạc dừng Thiên Dực Cổ Thuyền lại, nhìn ra bên ngoài khẽ nhíu mày, chỉ thấy ngoài loại tinh trạch có đại quân thần ma đồn trú, hẳn là dự định chiếm lĩnh loại tinh trạch làm căn cứ địa. "Đây là quân đội của Cát Thiên Thị sao?" Trung Nhạc có chút kinh ngạc. Cát Thiên Thị hẳn là cũng dự định tham dự vào trận chiến tranh đoạt đế vị này. Bất quá đế tộc này cực kỳ cẩn thận, hành động này hiển nhiên là chưa tính thắng đã tính bại trước. Trước tuyển chọn một địa phương an toàn, tiến hành ẩn tàng một bộ phận tộc nhân của chính mình. Nếu như Cát Thiên Thị chiến bại, cũng có thể lưu lại một bộ phận tộc nhân tiếp tục sinh tồn, cũng không tới mức khiến cho Cát Thiên Thị cứ như vậy mà bị diệt vong. Đột nhiên một vị đế quân Cát Thiên Thị chợt ngẩng đầu nhìn về phía phiến hư không, nơi Thiên Dực Cổ Thuyền đang ẩn nấp. Ánh mắt của hắn sắc bén tới cực điểm, trong hư không nhất thời lóe lên lôi đình ầm ầm đánh về phía Thiên Dực Cổ Thuyền. Cảm nhận của hắn cực kỳ nhạy cảm, mặc dù Thiên Dực Cổ Thuyền ẩn núp trong tầng tầng không gian, nhưng ánh mắt của Trung Nhạc rơi xuống trên người của hắn cũng bị hắn cảm ứng được. Trung Nhạc thôi động cổ thuyền né tránh đám lôi đình đánh tới, bay xuyên qua hư không loại tinh trạch, không dây dưa với hắn, trong lòng thầm nghĩ: cuộc chiến đoạt đế, ngay cả đế tộc cũng cảm thấy không được an toàn. Cát Thiên Thị cũng là thỏ khôn có 3 háng, đã sớm có chuẩn bị cho tương lai rồi. Vị đế quân Cát Thiên Thị kia khẽ ổ lên một tiếng, mất đi cảm ứng đối với Trung Nhạc, thấp giọng lầm bẩm: chẳng lẽ là vị đại năng nào đi ngang qua sao? Cỗ khí tức kia giống như tiến vào loại tinh trạch vậy, chẳng lẽ hắn cứ trú ở trong hay sao? Như vậy ngược lại có chút không dễ làm rồi. Cát Thiên Thị của ta còn có nên tiến vào loại tinh trạch nữa hay không đấy? Có thể khi nào sẽ chọc giận hắn hay không đấy? Thiên Dực Cổ Thuyền nhanh chóng lái vào trong loại tinh trạch. Sau một hồi, Trung Nhạc đi ra cổ thuyền, để Hỗn Độn Vũ lưu lại ở trên thuyền, một mình đi tới trước Linh Ngọc Cung. Trước cửa cung, Tiên Thiên Ma Long đang cao giọng ca hát, nhìn thấy Trung Nhạc đi tới liền không người nói: ồ, nhị lão gia mới tới. Trung Nhạc mỉm cười lên tiếng hỏi: sao hôm nay Ma Long không phải bị lên bản nghiên cứu hay sao? Tiên Thiên Ma Long thành thành thật thật nói: đại lão gia nói hôm nay muốn hóng mát, cho phép ta được nghỉ ngơi một chút kìa. Trung Nhạc mỉm cười nói: hôm nay ta tới là muốn mời đại lão gia nhà ngươi xuất sơn, sau này ngươi có thể tự do tự tại được rồi, có thể đi theo đại lão gia kiến thức một chút sự phồn hoa bên ngoài. Chấn Thiên Quan của ta đang có đánh nhau, sẽ có thời điểm cho ngươi thi thố tài năng. Tiên Thiên Ma Long thoáng giật mình, sắc mặt có chút nhăn nhó, mặt ủ mày trao, than thở nói: nói như vậy, sau khi đại lão gia nghiên cứu còn phải ra ngoài giúp nhị lão gia đánh nhau nữa sao?
mệnh của ta như thế nào lại khổ như vậy? Trung Nhạc một trận không nói gì, mặc kệ Tôn Tiên Thiên Ma Long ở trước mặt tự than tự oán. Tiến vào Linh Ngọc Cung, Hình Thiên và Sư Đà vội vàng ra đón. Hình Thiên không người chào hắn, sau đấy mới cười hắc hắc nói: vừa rồi ta và Sư Đà có nghe Trung Thúc Thúc nói muốn mời lão gia xuất sân đánh nhau hay sao? Thúc Thúc à, ta ở nơi này sắp sửa buồn bực tới mức nhức cả trứng rồi đấy. Người học ai mà nói lời thô tục như vậy? Trung Nhạc trừng mắt nhìn gã thiếu niên đầu to này. Hình Thiên liếc nhìn Sư Đà một cái. Sư Đà vội vàng ủy khuất nói: lão tử không có dạy hắn những lời thô tục như vậy. Trung Nhạc khẽ nhíu mày nói: nếu hai người các ngươi muốn xuất sơn cũng không được đi chấn thiên quan của ta đâu. Các ngươi hãy đi tìm Nhân Hoàng Khương Nghi Kỳ, hắn sẽ an bài tốt cho các ngươi. Hai người nhất thời vạn phần thất vọng. Lúc này Phong Hiếu Trung từ trong đi ra, nghi hoặc hỏi: sư đệ muốn mời ta xuất sơn sao? Trung Nhạc gật đầu một cái, đang định nói ra những lý do giải thích mà chính mình trên đường đã chuẩn bị sẵn, khuyên Phong Hiếu Trung xuất sơn, nào ngờ còn chưa kịp mở miệng, Phong Hiếu Trung đã gật đầu nói: được. Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, mỉm cười hỏi: tại sao sư huynh lại đáp ứng sảng khoái như vậy? Phong Hiếu Trung lạnh nhạt nói: bên ngoài có một đám khách không mời mà tới, nơi này đã không còn là địa phương yên tĩnh có thể nghiên cứu được nữa rồi. Mặc dù ta không sợ bọn họ, thế nhưng cũng không muốn dây dưa với bọn họ. Thiên hạ to lớn, hiện tại đã không còn nơi nào chứa được Linh Ngọc Cung của ta nữa rồi. Lão gia là Đại Hắc Cung. Hình Thiên nhỏ giọng nhắc nhở, Phong Hiếu Trung không chút để ý nói: nếu đã không có nơi chứa được, vậy thì dùng thiên địa làm Linh Ngọc Cung, dùng chúng sinh làm tù phạm ở trong Linh Ngọc Cung của ta, hào hào mà nghiên cứu một phen vậy. Trung Nhạc tự đáy lòng bội phục không thôi. Phong Hiếu Trung xuất sơn cũng là một trận lịch lãm tâm cảnh, chỉ là dùng thiên địa làm Đại Hắc Cung, dùng chúng sinh làm tù phạm, loại luận điệu này quả thật có chút quái dị, giống như một gã đại ma vương vô cùng tà ác sắp sửa xuất sơn vậy. Hắn và Phong Hiếu Trung là đạo hữu, tự nhiên không cảm thấy Phong Hiếu Trung là một đại ma vương tà ác, nhưng ở trong mắt những người khác, đây tuyệt đối là một gã đại ma vương vô cùng tà ác sắp sửa xuất sơn. Sư huynh, mấy năm nay ta sẽ không lưu lại ở trong chấn thiên quan, ta định tiến vào Thiên Hoàng Đế Đạo. Lần trước ngươi từ trong Thiên Hoàng Đế Đạo đi ra, địa điểm là ở đâu vậy? Trung Nhạc hỏi. Phong Hiếu Trung thoáng ngẩn người. Sao, hiện tại ngươi muốn đi một chuyến sao? Cũng được. Địa phương kia là mảnh vỡ đế tinh của thời đại Hòa Ký, cũng nằm ở bên cạnh đế tinh. Tâm niệm của hắn khẽ động, biến con đường chính mình rời khỏi Thiên Hoàng Đế Đạo thành tinh đồ, thể hiện ra cho Trung Nhạc xem. Trung Nhạc tinh tế quan sát, có chút giật mình, thất thanh nói: sao, nơi này là thiên ngục sao? Phong Hiếu Trung nói, lối ra rời khỏi Thiên Hoàng Đế Đạo chính là ở phụ cận của thiên ngục. Thiên ngục ở ngay bên cạnh thiên đình tại Tử Vi Đế Tinh, phía trên chính là Bích Lạc Cung, mà thâm nguyên thiên ngục chính là địa phương trấn áp những tồn tại khủng bố cường đại không gì sánh được, ví dụ như đế tử Phục Thương. Những tồn tại bị trấn áp ở trong đấy đều là những tồn tại có sự uy hiếp đối với sự thống trị của thiên. Thâm nguyên thiên ngục nằm độc lập ở bên ngoài thiên đình, là địa phương tĩnh mịch khủng bố nhất, cho dù là thiên đế cũng không quản được tới nơi đấy. Lối ra của Thiên Hoàng Đế Đạo chính là ở phía dưới thiên ngục. Năm xưa Phong Hiếu Trung từ Hỏa Diệu Tinh tiến vào Thiên Hoàng Đế Đạo, bị truyền tống tới tinh vực Tử Vi, chính là đi ra ngay chỗ đấy. Trung Nhạc tinh tế quan sát một phen, ghi nhớ vị trí lối ra. Thiên Hoàng Đế Đạo vốn là hai chiều, có thể tiến vào Thiên Hoàng Đế Đạo từ Hỏa Diệu Tinh truyền tống tới Tử Vi, cũng có thể tiến vào Tử Vi truyền tống trở về Hỏa Diệu Tinh. Bất quá Thái Dương Hệ, nơi của tổ tinh, đã bị phong tỏa, nghĩ muốn truyền tống trở lại nơi đấy đã không còn khả năng. Đại trận truyền tống dưới thiên ngục kia đã bị phong tỏa, thời điểm ta rời khỏi nơi đấy, trận pháp đã không thể vận chuyển được nữa rồi. Nếu ngươi tiến vào Thiên Hoàng Đế Đạo sẽ phát hiện nơi đó. Sắc mặt Phong Hiếu Trung có chút cổ quái, trầm ngâm trong chốc lát nói: nơi đó vô cùng kỳ lạ, ta cũng không thể nói cụ thể rõ ràng được. Sau khi ngươi đi tới đấy sẽ liền biết thôi. Trung Nhạc quan sát tinh đồ mà hắn đã vẽ ra. Phong Hiếu Trung nói, lối ra cách thiên đình cực xa, mà ở trên tinh đồ lại thể hiện như gần ở trong căng tức vậy, khiến cho trong lòng hắn cực kỳ khó hiểu. Phong Hiếu Trung tế khởi thánh sơn, tòa thánh sơn này bay lên càng lúc càng cao. Hắn nhàn nhạt nói: trong vũ trụ này có rất nhiều thứ thần kỳ, thứ mà ngươi nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Sau khi tới nơi đấy,
ngươi sẽ phát hiện ra một vài thứ kỳ diệu. Sư đệ, gặp lại sau vậy. Trung Nhạc không người. Sư huynh, gặp lại sau. Thánh Sơn chấn động, phá không bay đi, biến mất, không thấy đâu nữa. Trung Nhạc xoay người, leo lên cổ thuyền, trong lòng thầm nghĩ. Cho dù đại trận truyền tống, lối ra của Thiên Hoàng Đế Đạo đã bị phá hủy, cũng không làm khó được ta đâu. Tân Hóa đã tận mắt chứng kiến qua quá trình Tọa Hoàng xây dựng Thiên Hoàng Đế Đạo, khôi phục đại trận truyền tống cũng không khó khăn gì. Chỉ là nơi đó là Thiên Đình, Thiên Ngục và Bích Lạc Cung lại gần như vậy, phải hành sự cẩn thận một chút mới được. Thiên Dực cổ thuyền chấn động ngàn cặp cánh chim, bay ra khỏi loại tinh trạch, xuất phát về phía Thiên Đình. Có Phong Sư Huynh hỗ trợ, Chấn Thiên Quan sẽ có thêm một viên mãnh tướng. Thiên Đình muốn đánh hạ Chấn Thiên Quan chính là khó khăn tầng tầng. Trong lòng của hắn có sự tin tưởng mạnh mẽ đối với Phong Hữu Trung mà người khác không thể nào hiểu nổi. Cho dù chân thân của hắn không có mặt tại Chấn Thiên Quan, hắn cũng có thể hoàn toàn yên lòng. Thiên Dực cổ thuyền bay đi suốt nửa năm đằng đẵng, rốt cuộc cũng đi tới Tử Vi Đế Tinh. Trung Nhạc men dọc theo thiên hà mà đi. Hiện tại Thủy Sư Thiên Đình và Thủy Sư Bàn Hồ đều không ở nơi này, vì vậy con đường này chính là con đường an toàn nhất, sẽ không kinh động tới Thiên Đình. Thiên Dực cổ thuyền bay đi trong hư không, tốc độ không nhanh không chậm. Hắn nhất định phải hành sự cẩn thận, bởi vì nơi này dù sao cũng là Thiên Đình, hơn nữa còn rất tiếp cận với Bích Lạc Cung, lại còn có một đám thâm uyên thiên ngục sâu không thể lường được. Đế Minh Thiên Đế bức thiết muốn giết ta, lại không biết ta đã ẩn núp vào trong Thiên Đình. Trong lòng Trung Nhạc có chút thương phấn, đột nhiên trên quan thiên đài giám thiên ti, một cây thần thụ chợt đại phóng quang mang. Lá cây trên thần thụ mọc đầy những con mắt chi chi chít chít. Đám lá cây vù vù chuyển động, thay đổi phương hướng, nhìn về phía thiên hà. Trong lòng Trung Nhạc khẽ giật mình, vội vàng thôi động thiên dực của thuyền, lẻn vào chỗ càng sâu hơn ở trong không gian. Kỳ quái, ta rõ ràng nhìn thấy có thứ lẻn vào thiên hà. Bát mục phá hư không. Cây thần thụ kia đột nhiên phát ra thanh âm, cành cây tán cây nhao nhao chấn động. Cây thần thụ chợt biến thành một vị đế quân, mở ra 8 cánh tay. Trong lòng mỗi một bàn tay đều có một quả thần nhãn. 8 bàn tay hắn trọng điệp lại, 8 con mắt trọng điệp lại với nhau, chiếu rọi về phía sâu bên trong không gian của thiên hà. Sâu bên trong không gian, Trung Nhạc nhìn thấy một đạo quang mang chói mắt chiếu rọi tới, không ngừng di chuyển, chiếu rọi về phía thiên dực của thuyền. Hắn vội vàng thôi động cổ thuyền, chui vào chỗ sâu nhất trong không gian. Vị thái sử lệnh giám thiên ti kia đứng trên quan thiên đài, di chuyển 8 bàn tay của chính mình, quét nhìn khắp không gian, đột nhiên cao giọng nói: Thiên Thính! Vô số tôn thần tướng thiên thính thần tộc nhao nhao xuất hiện. Thái sử lệnh cao giọng quát lớn: Có đồ vật gì đó lẻn vào trong thiên hà, nghe một chút xem trong thiên hà có động tĩnh gì không, không giống với bình thường hay không cho ta. Đám thần tướng thiên thính thần tộc nhao nhao nghiêng lỗ tai, chỉ thấy từng cái vành tai lớn phương viên cả vạn dặm từ trên quan thiên đài vươn ra, thậm chí còn có vành tai của vô số thần tướng bay ra, giống như từng đóa đại hoa màu thịt đỏ tươi rơi vào trong thiên hà, dò xét động tĩnh trong không gian. Trung Nhạc nhìn về phía đám đại hoa màu thịt đỏ phiêu phủ trong thiên hà, da đầu có chút tê dại. Thiên Dực cổ thuyền chấn động một cái, trốn vào chỗ sâu nhất trong không gian. Ngay sau đấy, ngàn cặp tiên thiên nhục sĩ thu hồi, giám sát trên mặt thuyền, cổ thuyền. Trầm tịch vô thanh. Đây đã là tầng không gian sâu nhất mà hắn có khả năng thôi động thiên dực cổ thuyền ẩn núp. Nếu vẫn không cách nào để tránh được sự dò xét của giám thiên ti, vậy hắn chỉ có thể rút đi mà thôi. Ngoài mặt thiên hà, đám vành tai kia khẽ run rẩy, 8 con mắt của thái sử lệnh lại biến thành một đạo quang trụ, tinh tế quét nhìn. Một đạo quang trụ thật lớn xuyên phá tầng hắc ám sâu bên trong không gian, rọi sáng không gian hắc ám. Mà đám vành tay kia cũng thâm nhập vào từng tầng không gian, lắng nghe động tĩnh ở trong không gian. Sau một lúc lâu, đám thiên thính thần tộc trên quan thiên đài rối rít nói: Thái sử lệnh, chúng ta cũng không nghe được động tĩnh gì dị thường cả. Ánh mắt của thái sử lệnh như đuốc, ánh mắt xuyên thấu từng tầng không gian. Cách tầng không gian sâu nhất chỉ có một bước nhỏ, đột nhiên lắc đầu nói: Thật sự có đồ vật gì đó ẩn nấp ở chỗ sâu nhất trong không gian của thiên hà. Tiếp tục nghe cho ta, toàn bộ thiên thị thần tộc tế tự ta. Đám thần tướng thần quan của thiên thị thần tộc lớn nhỏ trong giám thiên ti nhao nhao chiều bái về phía hắn. Chư thiên trên đỉnh đầu, thái sử lệnh đại phóng quang mang, uy năng của bắt mục phá hư không nhất thời tăng mạnh. Đạo quang trụ xuyên thấu vào tầng không gian sâu nhất.
đạo quang trụ kia rốt cuộc đột phá, chiếu rọi vào trong không gian chỗ của thiên dực cổ thuyền. Trung Nhạc thầm than một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, xem ra muốn lặng yên không một tiếng động lẻn vào thiên đình có chút không có khả năng rồi. Hắn đang định giáng ngự cổ thuyền rời khỏi, đột nhiên không gian chật chấn động kịch liệt, một cái đầu to lớn không gì sánh được từ trong thiên hà vươn ra. Cái đầu khổng lồ này nhất thời che khuất tầm mắt của Thái Sư Lệnh và Giám Thiên Ti. Đây là một con lão quy toàn thân tràn ngập đế uy cuồn cuộn. Lão quy từ từ mở mắt ra, cả nhãn đồng thật lớn giống như vô số quả thái dương đại phóng thần quang vậy. Đào quang trụ, ánh mắt của Thái Sư Lệnh rơi xuống trên cái đầu của con lão quy này, nhất thời kinh hãi, vội vàng thu hồi lại, trái tim phành phành nhảy loạn, cao giọng nói, tiền bối, vãn bối còn tưởng rằng có ngoại địch lẻn vào thiên đình. Cũng không phải là có ý muốn kinh động tiền bối đâu, kính xin tiền bối bao dung. Lão quy kia hừ lạnh một tiếng, trong đầu Thái Sử Lệnh giống như có vô số lôi âm cuồn cuộn, chấn cho hắn đầu váng mắt hoa, khổ sở tới mức muốn thổ huyết. Tiểu bối lớn mật, quấy nhiễu sự thanh tịnh của ta, còn không thu hồi vành tay đi. Thái Sử Lệnh nghe được đạo thanh âm này, vội vàng hạ lệnh cho đám thần tướng thiên thính thần tộc thu hồi lỗ tai, thành thành thật thật lưu lại ở trên quan thiên đài. Trong chỗ sâu nhất trong không gian thiên hà, một bên khác của cái đầu con lão quy kia, quả nhãn đồng thật lớn rơi xuống trên thiên dực cổ thuyền. Trung Nhạc đứng ở đầu thuyền, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, một chút cử động cũng không dám. Hỗn Độn Vũ lại lấy ra thần kính, nhân cơ hội này liều mạng chiếu xạ, ghi chép con lão quy này vào trong thần kính. Đây là một tôn đế vô cùng đáng sợ, một tôn đế còn cường đại hơn cả đế minh thiên đế không biết bao nhiêu lần. Trung Nhạc đã từng gặp qua đế minh thiên đế, so với vị tồn tại trước mắt này, đế minh quả thật chỉ là hài nhi trong các tồn tại đế cấp. Hắn và cổ thuyền của hắn chính là ở ngay trước mặt cái nhãn đồng của tôn đế này. Nhãn đồng của con lão quy kia xoay chuyển một cái, sau đấy tầng mi mắt khổng lồ từ từ khép lại, cái đầu cũng từ từ rút ra khỏi từng tầng không gian, thân thể khổng lồ chìm dần vào sâu bên trong thiên hà. Phục hy cuối cùng, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, chỉ là có chút lỗ mãng rồi. Ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta qua cầu độc mộc của ta, đừng để liên lụy tới ta. Trung Nhạc vội vàng nói với theo, tiền bối khoan đã nào. Con lão quy kia mắt đít tai ngơ, thân thể chậm rãi chìm xuống. Phục kỳ trẻ tuổi, ngươi vẫn chưa tu luyện tới trình độ có thể nghiêng trời lệch đất được đâu. Đợi tới thời điểm ngươi đạt tới trình độ kia, ngươi sẽ phát hiện tình hình mà ngươi phải đối mặt so với hiện tại còn hiểm ác đáng sợ hơn rất nhiều. Trong lòng Trung Nhạc kinh nghi bất định, con lão quy kia khẳng định không phải tự dưng mà xuất hiện. Sở dĩ nó xuất hiện trùng hợp như vậy, ngăn cản tầm mắt của Thái Sử Lệnh, Giám Thiên Ti, đoán chừng là vì khiến cho Trung Nhạc không bị phát hiện tung tích. Sao tôn đế này lại giúp hắn đây? Hơn nữa, lão quy đã nhìn ra lai lịch của hắn, nói ra hắn là phục khi cuối cùng, sao lại vẫn giúp hắn đây? Nông Hoàng từng nói, thế gian này vẫn còn một số tồn tại lòng hướng về phục khi, đã từng trợ giúp hắn, lẽ nào tôn đế này chính là một trong số đấy hay sao? Hắn dằn xuống sự nghi hoặc ở trong lòng, thôi động thiên dực cổ thuyền, lái về phía phương hướng thiên ngục. Trải qua chuyện tình Giám Thiên Ti, hắn lại càng cẩn thận hơn từng chút một, từng chút một. Thiên đình dù sao cũng là thiên đình, cường giả vô số, người tài ba không ít, chỉ cần hơi lơ là một chút, hắn, cái vị dịch tiên sinh này sẽ phải chết ở nơi đây. Địa phương nguy hiểm nhất cũng không phải là đế huyền nơi thiên đế cư ngụ, mà là Bích Lạc Cung và thiên ngục. Hết lần này tới lần khác, hai địa phương này đều ở cùng một chỗ, hết lần này tới lần khác đều là mục đích của hắn. Bích Lạc Cung càng lúc càng gần, Thâm Uyên thiên ngục cũng gần ngay trước mắt. Trung Nhạc ép nhịp tim xuống tới mức gần như đình chỉ, ngay cả huyết dịch cũng không tiếp tục vận chuyển, phong bế hoàn toàn ngũ giác tám thức. Ngàn cặp cánh của thiên dực cổ thuyền cũng không tiếp tục chấn động, mà chỉ dựa vào quán tính vô thanh vô tức lướt về phía Bích Lạc Cung và Thâm Uyên thiên ngục. Khoảng khắc này, thời gian phảng phất như hoàn toàn đình chỉ trôi qua. Thiên dực cổ thuyền lướt qua bên cạnh sợi xích lớn của Bích Lạc Cung, tiếp cận Thâm Uyên thiên ngục. Bên ngoài thiên ngục có một đám thủ vệ đang mở lớn cặp mắt quan sát động tĩnh bốn phía. Đó là từng gã cự nhân toàn thân giống như cổ đồng chế tạo ra vậy. Thiên dực cổ thuyền bay tới gần sát thiên ngục, một cặp cánh trong đấy xẹt qua chóp mũi của một gã thủ vệ thiên ngục, phảng phất như chỉ cần gã cự nhân kia nhúc nhích một cái cũng có thể chạm phải cổ thuyền, trang cảnh vạn phần mạo hiểm.
Cũng may là cổ thuyền ẩn giấu trong không gian, cho dù gần trong gang tấc, nhưng gã thủ vệ thiên ngục kia cũng không thể cảm thấy gì. Trung Nhạc đã phong ấn hết thảy cảm quan của chính mình, mặc cho cổ thuyền bay lướt qua bên cạnh thiên ngục. Đột nhiên một gã thủ vệ thiên ngục chợt nghi hoặc, nhấp nháy mắt lên tiếng nói: "Ta cảm giác được có đồ vật gì đó đang ở bên cạnh chúng ta thì phải." Một đạo thần lôi đột nhiên xuất hiện, gã thủ vệ thiên ngục kia dùng sợi roi thần lôi một cái, sợi roi giống như đuôi rồng đang đung đưa chui tới chui lui trong không gian. Đột nhiên sợi roi dài này chạm vào thiên dực cổ thuyền đang vi phủ lướt tới kia. Chiếc cổ thuyền nhất thời thay đổi phương hướng, bị hấp lực của vực sâu bắt giữ, rơi vào phía trên bên trong thiên ngục. Trung Nhạc bất chấp suy nghĩ nhiều, vội vàng mở ra ngũ giác tám thức, thôi động cổ thuyền bay ra phạm vi hấp lực của thâm uyên thiên ngục bao phủ. Hai gã thủ vệ thiên ngục trấn thủ thâm uyên thiên ngục nhất thời cảm giác được ba động dị thường, nhất thời nhìn lại về phía phương hướng cổ thuyền. Khoảnh khắc này, Trung Nhạc chợt cảm thấy có hai cặp mắt đang rơi xuống trên người chính mình. Hai gã thủ vệ thiên ngục nhất thể vân tay chụp về phía thiên dực cổ thuyền. Đột nhiên hai người cũng đều hừ lạnh một tiếng, thu bàn tay về. Chỉ thấy toàn bộ bàn tay của chính mình từ chỗ cổ tay trở xuống đã biến mất không thấy đâu nữa. Hai gã thủ vệ kinh ngạc chuyển động cổ tay, chỉ thấy cơ nhục và xương cốt của bọn họ đều có mặt cắt rõ ràng, thậm chí còn có thể nhìn thấy huyết dịch đang chảy vào chảy ra. Đại đạo không gian sao? Một gã thủ vệ thiên ngục quan sát mặt cắt của bàn tay, cơ nhục khẽ phát lực, tựa hồ đang dùng lực nắm tay lại, sau đấy mở năm ngón tay ra. Hắn đã không còn bàn tay, nhưng bàn tay của hắn phảng phất như vẫn còn nguyên vậy, vô cùng cổ quái. Đại đạo không gian rất kỳ lạ. Gã thủ vệ thiên ngục còn lại cũng đang dùng lực nắm quyền lên tiếng nói: "Giống như công pháp của thời đại hắc ám, không có đồ đăng, là một cái chỉnh thể hoàn chỉnh, có sự bất đồng rất lớn với đại đạo không gian đương đại." Sắc mặt của bọn hắn cổ quái, cho dù bàn tay của chính mình đã biến thành như vậy, cũng không khiến cho khuôn mặt của bọn họ toát ra thần sắc kinh hoàng chút nào, phảng phất như bọn họ vĩnh viễn đều chỉ có một loại biểu tình duy nhất vậy. Hai gã thủ vệ thiên ngục nhất tề dùng cổ tay, đã không còn bàn tay, mạnh mẽ đánh về phía trước một kích. Báo! Sâu bên trong không gian chuyển tới thanh âm nổ vang ầm ầm đùng đùng, chỉ thấy hai bàn tay đã bị cắt thành từng lát mỏng, nhao nhao bay tới. Tiên thiên nhục xí của thiên dực cổ thuyền đã cắt bàn tay bọn họ thành vô số lát mỏng, mỗi một lát đều nằm trong những không gian bất đồng. Nhưng tu vi thực lực của bọn họ vô cùng hùng hậu, vậy mà khiến cho những lát mỏng bàn tay của chính mình xông phá không gian phong tỏa, quay trở lại trên cổ tay mỗi người bọn họ. Giáp Tý, ngươi thủ tại chỗ này, ta đi xem một chút xem rốt cuộc là tồn tại của quái gì, dám can đảm tiến vào thiên ngục như vậy. Một gã thủ vệ thiên ngục ở trong đấy phóng người bay lên, men theo khí tức do Trung Nhạc lưu lại mà đuổi theo. Hắn vừa mới đuổi theo Trung Nhạc, trong Bích Lập Cung, Bích Lập tiên sinh cũng đột nhiên đi ra, đáp xuống phía trước thiên ngục, dò hỏi: "Mới vừa rồi là cái gì ba động vậy?" Hắn cũng bị kinh động cho nên mới tới đây dò xét. Gã thủ vệ thiên ngục Giáp Tý kia không người nói: "Tiên sinh, vừa rồi có sinh linh kỳ quái ý đồ muốn lẩn vào thiên ngục nhưng không thành công. Sinh linh này dùng đại đạo không gian của thời đại hắc ám cắt nát bàn tay của chúng ta, ất xíu đã đuổi theo sinh linh này rồi." "Đại đạo không gian của thời đại hắc ám sao?" Bích Lạc tiên sinh có chút kinh ngạc nói: "Hiện nay tu luyện pháp môn của thời đại hắc ám đã vô cùng hiếm hoi rồi, cho dù là đám lão quái vật kia cũng đã sớm vứt bỏ công pháp của thời đại hắc ám, chuyển tu hệ thống tu luyện đồ đằng hiện tại. Sinh linh ý đồ muốn lẻn vào thiên ngục này, thật không ngờ lại dùng công pháp đại đạo của thời đại hắc ám, xem ra là muốn ẩn giấu thân phận chân thật của chính mình rồi, không thể không xét được." Gã thủ vệ thiên ngục Giáp Tý kia lên tiếng nói: "Cũng may không để cho hắn thành công lẻn vào thiên ngục." "Các ngươi hẳn là nên để cho hắn lẻn vào thiên ngục mới phải." Bích Lạc tiên sinh lắc đầu nói: "Hắn tiến vào thiên ngục mới tính là không còn đường để mà chạy, hiện tại sợ rằng ất xỉu cũng chưa chắc đã có thể bắt giữ được hắn ta." Mà lúc này bên cạnh thiên ngục, thiên dực cổ thuyền một đường bay thẳng xuống dưới, xuyên qua tầng tầng hoang lôi. Tòa thiên ngục này giống như một đạo long quyển phong vô cùng thô to vậy, thời điểm xoay tròn liền có sấm chớp rền vang, không ngừng có hoang lôi từ trong thiên ngục tràn ra, đã tạo thành lôi tầng vô cùng trầm trọng ở bốn phía.
thiên dực của thuyền xuyên qua lôi tầng, Trung Nhạc ở trên thuyền cũng kinh hồn bạt vía. Uy lực của hoang lôi ở nơi này hoàn toàn vượt qua hoang lôi kiếp mà hắn đã từng độ qua trong thánh địa Lôi Trạch thị. Nhưng hoang lôi kiếp trong thánh địa Lôi Trạch bất quá chỉ là lôi kiếp của luyện khí sĩ, so với hoang lôi ở trước mắt còn thua kém không biết bao nhiêu lần. Quy mô của mỗi một đạo hoang lôi ở nơi này đều thua to tới vạn dặm, dữ tợn giống như hoang long. Thời điểm đánh lên trên thiên dực cổ thuyền liền bộc phát ra uy năng vô cùng khủng bố, đánh cho cổ thuyền lắc lắc lư lư, giống như một chiếc thuyền nhỏ trong độ hải vậy. Ta ở bên ngoài thiên ngục đã khó có thể đứng vững được rồi, cảnh tượng bên trong thiên ngục sẽ kinh khủng tới mức nào đây? Trung Nhạc gật lực ổn định lại thiên dực cổ thuyền, quan sát những đạo hoang lôi này, hai mắt sáng lên. Nếu có thể ở nơi này tu luyện hoang lôi thiên lô, tốc độ nhất định sẽ vô cùng kinh người. Nếu như hấp thu hoang lôi ở nơi này, không sai biệt lắm có thể khiến cho ta dùng lôi đình thành đế được rồi. Hắn thôi động tiên thiên bắt quái, nỗ lực dẫn dắt lực lượng của hoang lôi nhập thể. Tiên thiên bắt quái của hắn bao phủ phương viên trăm vạn dặm, hoang lôi đánh lên trên đấy lưu lại từng đạo quang mang thải sắc. Cho dù tiên thiên bắt quái bao phủ phạm vi rộng lớn như vậy, nhưng ở trước mặt hoang lôi dập trời dập đất cũng lộ ra bé nhỏ đến không đáng kể. Trung Nhạc thôi động lôi hoang thiên lô ở trong cơ thể, luyện hóa lôi đình cuồn cuộn vọt tới. Tiên thiên bắt quái của hắn chậm rãi vận chuyển, biến lực lượng hoang lôi bàng đại dâng trào thành năng lượng của bản thân chính mình. Thân thể của hắn chấn động mãnh liệt, cảm thấy lực lượng như bài sơn đào hải từ trong lôi hoang thiên lô tuôn trào ra, thông qua thái cực tứ tượng bát quái không ngừng chuyển biến. Không chỉ là đại đạo tiên thiên lôi đình đang điên cuồng đề thăng, mà những đại đạo khác của hắn cũng đang không ngừng tinh dũng mà mạnh tiến. Thiên ngục đối với những người khác chính là địa phương vô cùng hiểm ác, nhưng đối với hắn ngược lại là một thánh địa tu luyện hiếm thấy. Trung Nhạc nhắm mắt lại, trong lúc bất chợt phù văn bốn phía tiên thiên bắt quái chợt chấn động biến đổi, từ xa nhìn lại giống như một kiện lôi hoang thiên lô to lớn khôn cùng vậy. Kiện lô đỉnh thật lớn di chuyển theo thiên dực cổ thuyền không ngừng thôn phệ hoang lôi. Tốc độ tu vi của hắn tăng lên nhất thời lại để thăng một bậc, trong lòng Trung Nhạc không khỏi tán thán. Nếu có thể lưu lại ở nơi này tu hành thì thật là tốt quá rồi. Mà ở phía sau hắn, một quãng, gã thủ vệ thiên ngục Ất Sửu kia một đường bay tới. Bất quá, kỳ quá chính là hoang lôi đối với gã thủ vệ thiên ngục này tựa hồ như hoàn toàn không để ý tới vậy. Thiên dực cổ thuyền bị từng đạo hoang lôi bổ trúng, khó có thể yên ổn, ẩn giấu trong không gian. Không gian phụ cận thiên ngục cơ hồ bị hoang lôi hoàn toàn chấn vỡ. Thiên dực cổ thuyền lúc ẩn lúc hiện, không thể ẩn thân. Ất Sửu đã rất nhanh truy tung tới. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, nếu ở ngoại giới với tốc độ của thiên dực cổ thuyền, Ất Sửu kiên quyết không thể đuổi kịp hắn, mà hoang lôi ở nơi này giống như sóng biển ngập trời, khiến cho cổ thuyền phiêu diêu bất định. Muốn ở nơi này bỏ rơi Ất Sửu căn bản là không có khả năng. Bất quá Ất Sửu nghĩ muốn đuổi kịp hắn cũng có chút không dễ dàng. Mặc dù hoang lôi đối với hắn căn bản là không để ý tới, nhưng không gian bị xé rách lại vẫn đã kéo chậm tốc độ của hắn. Tòa thiên ngục này không khỏi cũng quá dài rồi. Trung Nhạc ở trong lôi quang chạy đi không biết bao lâu, chỉ thấy thiên ngục vẫn như cũ xoay tròn bên cạnh chính mình, vẫn như cũ không nhìn thấy điểm cuối. Độ dài này có chút đáng sợ, sợ rằng đã vượt qua xa độ dài của đế tinh và thiên đình rồi. Tân Hóa, tòa thiên ngục này có phải là do ngươi kiến tạo ra không? Trung Nhạc hỏi. Không phải. Tân Hóa lắc đầu nói. Ta chỉ kiến tạo thiên lao của thời đại địa ký, còn tòa thiên ngục này hẳn là thời đại thần ký đã chế tạo ra. Hắn cũng không khỏi kinh ngạc, tán thán. Đạo pháp thần thông trước đây vẫn chưa thể phát triển tới độ cao hiện tại được. Cái tên chế tạo ra thiên ngục kia thập phần khủng bố. Đoán chừng thời điểm hắn kiến tạo ra thiên ngục cũng đã gần như trở thành cái gọi là đạo thần kia rồi. Không gian thiên ngục nhỏ như vậy cũng có thể bị hắn biến thành khổng lồ như vậy. Sao? Không gian thiên ngục mà nhỏ ư? Trung Nhạc thoáng ngẩn người, tinh tế quan sát thiên ngục, đột nhiên minh bạch vì sao Tân Hỏa lại nói không gian thiên ngục nhỏ. Tòa thiên ngục này nhìn như vô cùng to lớn, càng tiếp cận thiên ngục càng cảm giác được thiên ngục khổng lồ. Cho dù là thiên dực cổ thuyền cũng cần tốn hao thời gian rất lâu mới có thể từ đầu này bay tới đầu còn lại. Thiên ngục khổng lồ thậm chí còn muốn vượt qua cả đế tinh nữa. Nhưng hiện tại hắn tinh tế quan sát
liền phát hiện ra chỗ bất đồng. So với thiên đình, thiên ngục quả thật rất nhỏ. Nếu nói thiên đình là một gã cự nhân, vậy thiên ngục chỉ tương đương với ngón út của gã cự nhân này mà thôi. Sở dĩ thiên ngục thoạt nhìn lớn như vậy là vì thủ đoạn mà nó sử dụng là điêu khắc văn lộ đồ đằng ở trên văn lộ đồ đằng. Nếu vẽ ra một đạo văn lộ đồ đằng trên không trung, sau đó tiếp tục điêu khắc văn lộ đồ đằng nhỏ bé hơn ở trên đạo văn lộ đồ đằng kia, sau đó lại điêu khắc văn lộ đồ đằng càng thêm nhỏ bé hơn ở trên đạo văn lộ đồ đằng nhỏ bé này, cứ như vậy tiếp tục kéo dài xuống, đạo văn lộ đồ đằng cuối cùng chính là điêu khắc trên hạt căn bản không thể phân cắt được nữa. Đây chính là đồ đằng trên bình diện. Còn nếu là điêu khắc trong không gian thì sao đây? Từng tầng không gian không ngừng được điêu khắc thâm nhập xuống, cuối cùng điêu khắc ra văn lộ đồ đằng hoàn chỉnh trên tầng không gian nhỏ bé nhất. Như vậy đã tạo thành kỳ quan thiên ngục sâu không thấy đáy này. Nếu rơi vào trong đạo phủ văn đồ đằng này, chính là quá trình vô hạn rơi vào trong vi mô khôn cùng. Từ trên văn lộ đồ đằng lớn nhất rơi xuống tới văn lộ đồ đằng thô mảnh nhất. Từ một cái không gian lớn rơi vào một cái không gian khác nhỏ hơn. Sau đấy lại tái diễn, lại lặp lại, không ngừng rơi xuống. Cuối cùng sẽ rơi xuống trên cái điểm nhỏ nhất không thể phân cắt kia. Nơi đó sẽ chính là thiên ngục chân chính. Hẳn là có không ít tồn tại cường đại giống như đế tử Phục Thương đang bị giam giữ trong cái điểm nhỏ nhất không thể nhìn thấy được kia. Mà quá trình rơi vào trong đó, chính mình cũng không nhìn thấy được toàn cảnh của thiên ngục, mà chỉ cảm thấy thiên ngục to lớn khôn cùng, có độ dài kinh người. Nhưng trên thực tế, thiên ngục hẳn giống như một cái phễu không gian vậy. Bản thân chính là một kiện bảo vật hình phễu. Cái phễu không gian này mặc dù không nhỏ nhưng tuyệt đối cũng không lớn như chính mình đã nhìn thấy vậy. May mắn là không có tiến vào thiên ngục, bằng không nghĩ muốn đi ra cũng khó như lên trời rồi. Trung Nhạc không khỏi dùng mình một cái. Nếu chính mình tiến vào thiên ngục, cuối cùng sẽ cùng với thiên dực cổ thuyền rơi vào trong cái điểm nhỏ nhất không thể phân cắt kia. Lúc đấy nghĩ muốn bay ra khỏi cái điểm nhỏ kia cũng là cơ hồ không có khả năng. Tư Mệnh làm sao có thể cứu Phục Thương ra, sau đấy chạy ra khỏi cái điểm kia được đấy? Trong lòng của hắn không khỏi nghi hoặc. Thiên ngục mặc dù rất dài, thế nhưng tóm lại cũng có điểm cuối. Thiên dực cổ thuyền phi hành hơn 10 ngày, rốt cuộc cũng mới tới điểm cuối của thiên ngục. Phía trước đã xuất hiện cảnh tượng trong tinh đồ của Phong Hữu Trung. Đó là địa phương thời điểm Phong Hữu Trung từ trong thiên hoàng đế đạo bay ra đã xuất hiện. Đại lục Thái Cổ. Tân Hỏa hưng phấn nói. Mảnh vỡ đế tinh của thời đại Hoa Kỳ năm xưa. Trung Nhạc nhìn khối đại lục Thái Cổ càng lúc càng gần ở phía trước, tâm thần cũng không khỏi có chút kích động. Khối đại lục này là mảnh vỡ đế tinh của thời đại Hoa Kỳ. Thiên đình của thời đại Địa Kỳ đã bảo lưu lại khối đại lục bát ngát mà cổ lão này. Thiên hoàng đế đạo do đại tọa xây dựng ra cũng vì vậy mà được bảo toàn. Hiện tại hắn rốt cuộc cũng đặt chân lên tòa đế tinh năm xưa, bước lên thiên hoàng đế đạo, đi lại một chuyến con đường mà đế của Yểm Tư Thị và Phục Khi Thị đã từng đi qua. Chiếc cổ thuyền chấn động kịch liệt, phảng phất như xuyên qua một tầng hàng rào vô hình, đi tới một phiến không gian bị phong ấn, tiến vào tầng ký quyển của đại lục Thái Cổ. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một cái phễu không gian thật dài, đó chính là thiên ngục. Quả nhiên đúng như hắn sở liệu, tòa thiên ngục này chính là một cái phễu không gian thật lớn, một kiện tiên thiên đế binh uy năng khủng bố. Hoàng lôi xung quanh nó là dị tượng do bản thân xoay tròn tạo thành. Tiến vào đại lục Thái Cổ sẽ có thể thu cả tòa thiên ngục vào trong tầm mắt. Nhìn thấy kiện đế binh thật lớn này xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian, phảng phất như một quyển sách vô cùng trầm trọng vậy. Cái phễu không gian xuyên qua quyển sách hấp thu hết thảy, chấn áp hết thảy. Rốt cuộc là kẻ nào đã chế tạo ra cái phễu không gian này đây? Là thiên hay là tồn tại tà ác kia đây? Trung Nhạc thấp giọng nói. Đây tuyệt đối là một trong những đế binh mạnh nhất rồi. Sắc mặt của Tân Hỏa ngưng trọng, thấp giọng nói. Mà còn là một kiện đế binh còn cường đại hơn cả phù tăng thần thú của Hỗn Độn Thị kia. Không biết so với thiên đế kiếm của Phục Môn Đạo Tôn thì kiện đế binh nào sẽ cao hơn một bậc đây? Trung Nhạc đứng trên đại lục Thái Cổ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ngoại trừ thiên ngục ra còn có thiên đình nữa. Chỉ là thiên đình lộ ra cực kỳ xa xôi, giống như một bức tranh treo trong mây, khói, mông lung vậy. Chỉ có một loại cảm giác không chân thật, phảng phất như nằm trong một phiến thời không khác vậy. Địa phương thật kỳ quái, thật kỳ lạ. Thật không ngờ mảnh vỡ đế tinh của thời đại Hỏa Kỷ lại bị giấu ở nơi này. Cái loại lực lượng này là...
Trung Nhạc có chút kinh ngạc, cảm thụ được lực lượng hỏa hệ dâng trào tới từ thời đại viễn cổ Hồng Hoang. Đây là lực lượng di lưu do các đời tọa hoàng lưu lại. Dù sao cũng đã có rất nhiều thiên đế của thời đại Hỏa Kỳ ở nơi này thống trị vũ trụ Hồng Hoang. Lực lượng của bọn họ thấm nhuần đế tinh, khiến cho đế tinh cơ hồ đã biến thành một kiện thần binh khổng lồ. Mặc dù đã trôi qua 70-80 vạn năm đằng đẵng, thế nhưng nơi này vẫn như cũ còn lưu lại lực lượng của thời đại kia. Hắn cảm thụ được đại đạo dâng trào và mênh mông bát ngát của thời đại Hỏa Kỳ. Đó là một cái thời đại tràn ngập cảm giác lực lượng. Lửa tượng trưng cho lực lượng, tượng trưng cho sự nhiệt tình, tượng trưng cho sức sáng tạo và lực hủy diệt. Từ khi thời đại Hỏa Kỳ mở ra, vũ trụ mới tính là thuộc về sinh linh hậu thiên. Sinh linh hậu thiên mới tính là thành lập nên văn minh. Phòng sư huynh chính là bị truyền tống tới nơi này. Trung Nhạc thôi động cổ thuyền chạy loạn ở khắp nơi, quan sát đại lục thái cổ, nỗ lực sưu tầm lối ra của Thiên Hoàng Đế Đạo. Thiên Hoàng Đế Đạo chính là hai chiều, có thể từ nơi này truyền tống tới Hỏa Diệu Tinh, cũng có thể từ Hỏa Diệu Tinh truyền tống tới Tử Vi Đế Tinh. Chỉ cần tìm được lối ra, tất nhiên sẽ có thể tìm được đại trận truyền tống của Thiên Hoàng Đế Đạo. Có Tân Hỏa ở đây, cho dù đại trận truyền tống đã bị phá hủy, hắn cũng có thể trùng kiến mở lại. Trung Nhạc đang tìm kiếm bốn phía, không trung đột nhiên bị xé rách, thân ảnh khổng lồ của gã thủ vệ thiên ngục Ất Xỉu từ trên trời giáng xuống. Hắn đi theo dấu vết của Trung Nhạc lưu lại đã tìm tới nơi này. Tâm niệm Trung Nhạc khẽ động, thiên dực cổ thuyền chấn động, cắt vào trong không gian của đại lục thái cổ, biến mất không thấy đâu nữa. Ánh mắt của Ất Xỉu lăng lệ nhìn quét bốn phía, đột nhiên mở miệng phát ra thanh âm quái khiếu, già cô, nghe rất quái dị. Trong đại lục thái cổ nhất thời có từng cỗ lực lượng khủng bố ba động. Núi non đột nhiên lay động, sau đó trong lòng núi chợt có hỏa diễm cuồn cuộn tuôn ra. Từng tòa núi non vĩ ngạn chợt đứng thẳng lên, biến thành từng tôn hỏa cự nhân đỉnh thiên lập địa. Trong lỗ mũi phun ra những luồng khói đặc biệt thật dài. Trong đám khói đặc còn kèm theo thần hỏa khủng bố nữa. Sứ giả của thiên, người đánh thức chúng ta là có chuyện gì? Trong phiến đại lục thái cổ này đứng sừng sững hàng trăm tôn hỏa cự nhân. Tôn thủ lĩnh hỏa cự nhân do đỉnh núi cao nhất trong đấy biến thành, nhìn về phía Ất Xỉu ở trước mặt. Thân thể gã thủ vệ thiên ngục Ất Xỉu này mặc dù vĩ ngạn, nhưng ở trước mặt tôn hỏa cự nhân này vẫn lộ ra cực kỳ bé nhỏ. Thân thể tôn hỏa cự nhân này là do dung nham và liệt hỏa cấu thành, tràn đầy đại đạo của thời đại Hỏa Kỳ. Nhục thân của bọn họ là tảng đá, và liệt hỏa của đại lục thái cổ là đất đá của đế tinh thời đại Hỏa Kỳ, thấm nhuần đại đạo của các đời Hỏa Kỳ thiên hoàng vô cùng cường đại. Chỉ thấy hắn có đầu rồng thân rắn, trên mi tâm cũng có một quả thần nhãn, uy nghiêm phảng phất như một vị thiên đế vậy. Hình dạng của hắn giống như tọa hoàng của thời đại Hỏa Kỳ, nhưng lại không có sinh mệnh, hẳn là một loại linh. Thanh âm của tôn hỏa cự nhân này chậm rãi, nhưng cảm giác lực lượng lại cường đại không gì sánh nổi. Đã có địch nhân tiến vào địa phương của các ngươi cư trú kìa. Ất Xỉu ngẩng đầu nhìn tôn hỏa cự nhân này, trầm giọng nói: gã địch nhân này đã lẻn vào trong không gian của các ngươi, ta muốn các ngươi tuân thủ theo hiệp định thượng cổ tìm kiếm ra gã địch nhân này. Hiệp định thượng cổ sao? Trong cặp mắt khổng lồ của tôn hỏa cự nhân kia thiêu đốt hỏa diễm hừng hực, vành miệng của hắn khép mở, thanh âm chấn động thời không thiên địa. Thời đại thượng cổ, những kẻ thù hộ chúng ta ký kết hiệp định với thiên, phiến thiên địa cuối cùng của thời đại Hỏa Kỳ này vĩnh viễn thuộc về chúng ta. Nhưng chúng ta không thể rời khỏi phiến thiên địa này, hơn nữa cũng phải tuân theo mệnh lệnh của thiên. Ngươi là muốn chúng ta tuân thủ theo hiệp định này sao? Không sai. Ất Xỉu quát lớn: hãy thực hiện lời hứa hẹn của các ngươi đi. Đã có hiệp định, chúng ta tự nhiên là sẽ tuân thủ. Từng tôn hỏa cự nhân từ từ đứng lên, phân tán ra bốn phương tám hướng. Đám cự nhân này có tôn chui vào không trung, có tôn chui vào trong đại địa, lên trời xuống đất, không ngừng sưu tầm nơi hạ lạc của Trung Nhạc. Cặp mắt của Ất Xỉu chớp động, bay về phía xa xa, thấp giọng nói: có đám linh của thời đại Hỏa Kỳ này, muốn tìm ra kẻ xâm nhập kia cũng không phiền phức gì cả. Chỉ là kẻ xâm nhập này chạy tới đây, chẳng lẽ là biết trong phiến tuyệt địa này còn có một con đường sống hay sao? Không thể không đề phòng. Cũng không lâu lắm, hắn đã đi tới một mảnh di tích cổ lão. Nơi đó khắp nơi đều là ngọn núi trùng trùng điệp điệp, ngã trái nghiêng phải. Trên những ngọn núi phủ đầy một tầng dỉ đồng màu xanh lục. Ất Xỉu
quát lớn một tiếng: Đinh Tý, Ất Mùi, canh thân, còn không mau hiện thân! Đột nhiên trong di tích chợt vang lên thanh âm thùng thùng, mười mấy cái bình lớn nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, trên miệng những cái bình phong kín đều mọc ra một cái đầu, bộ dạng vô cùng quỷ dị, tổng cộng có 14 cái bình. Những cái bình mọc đầu này cũng đều là thủ vệ của thiên ngục. Năm đấy, trong vũ trụ cổ lão, Tư Mệnh đã ám toán bọn họ, dẫn bọn họ tới địa bàn của đế tộc Kỳ Thông Thị, gài bẫy 14 tôn thủ vệ thiên ngục này để cho Kỳ Thông Thị và thủ vệ thiên ngục phát sinh xung đột. Cuối cùng, Kỳ Thông Thị đã dùng đế binh của tộc mình tái diễn tạo hóa, liên tiếp nhục thân và nguyên thần của bọn họ lại một chỗ với nhau với những cái bình này, sau đấy thả bọn họ chạy trở về nhằm sỉ nhục bọn họ. 14 gã thủ vệ đã hoàn toàn dung hợp với cái bình, biến thành một loại sinh mệnh cực kỳ kỳ quái, không thể đánh nát cái bình, bằng không bọn họ cũng sẽ mất mạng. Loại thủ đoạn thần thông này cực kỳ lợi hại, cho dù là Bích Lạc tiên sinh và thiên ngục chi chủ cũng không có năng lực tách bọn họ ra khỏi cái bình. Bởi vì 14 gã thủ vệ này đã khiến cho thiên ngục mất mặt thật lớn, cho nên bọn họ bị điều phái tới đây dùng để trấn thủ phiến di tích cổ lão này. Ất Sửu liền hạ lệnh: Đinh Tý, có địch nhân lẻn vào nơi đấy, các ngươi cần phải cẩn thận bảo vệ nơi này, không thể để cho hắn chạy thoát được. 14 gã thủ vệ kia nhao nhao gật đầu, 14 cái bình lớn bay lên không trung. Những cái bình kia càng lúc càng lớn, cái đầu trên miệng bình cũng càng lúc càng lớn, chỉ là không có tay chân, bộ dáng vạn phần cổ quái. Bọn họ dù sao cũng là tồn tại cường đại, tự biết không thể thoát khỏi cái bình, đơn giản cũng luyện cái bình thành bảo vật, có thể lớn cũng có thể nhỏ. 14 cái bình trấn thủ trên ngọn núi cao nhất của phiến di tích này, từ trên cao nhìn xuống bao quát toàn bộ phiến di tích. Có bọn họ ở đây, con đường trốn thoát cuối cùng của kẻ xâm nhập kia cũng sẽ bị chặt đứt rồi. Ất Sửu bộ dáng trí châu nắm chắc, nhìn về phía đám hỏa cự nhân đang chia nhau tìm kiếm thiên dực cổ thuyền kia. Đám linh của thời đại hỏa kỳ này cường đại không gì sánh được, cố thủ phía lãnh địa cuối cùng của thời đại hỏa kỳ. Bọn họ xuyên toa trong không gian của đại lục thái cổ, tự do ra vào. Cho dù là đại đạo tại hoàng lưu lại trong đại lục thái cổ cũng không thể ngăn cản được bọn họ. Bọn họ là linh do đế tinh của thời đại hỏa kỳ dưỡng sinh ra. Tại thời đại hỏa kỳ, các đời tuệ hoàng cư trú trên đế tinh này thật sự rất nhiều. Toàn bộ khí vận đều ngưng tụ ở nơi đây. Vô số sinh linh triều bái nơi này, mặc dù không thể khiến cho trong đế tinh đản sinh ra tiên thiên thần ma hình thái tuệ hoàng, nhưng lại sản sinh ra rất nhiều hỏa linh. Nếu thời đại hỏa kỳ đủ dài, sẽ có thể đản sinh ra tiên thiên thần ma hình thái tuệ hoàng. Chỉ là thời gian không đủ, tiên thiên tuệ hoàng còn chưa ra đời, thời đại hỏa kỳ cũng đã kết thúc đi. Mặc dù thời đại hỏa kỳ đã kết thúc, mặc dù Yểm Tư Thị đã qua đời, nhưng đám hỏa linh này vẫn như cũ, không có biến mất. Sau khi tới thời đại địa kỷ, Phục Khi Thị vì là con cháu của Yểm Tư Thị cho nên mới lưu lại nơi này, lại cho đám hỏa linh này. Tới cuối thời đại địa kỷ, Phục Khi Thị diệt tuyệt, đám hỏa linh lại ký kết hiệp định thượng cổ với thiên, biến nơi này thành địa phương di lưu cuối cùng của thời đại hỏa kỷ. Thiên dực cổ thuyền bị bức cho phải chạy trốn trong từng cái không gian, nhưng cuối cùng cũng không thể chạy thoát khỏi sự truy kích của 100 tôn hỏa linh. Đám hỏa linh đầu dòng thân người, đuôi rắn kia tiến vào chui ra trong từng cái không gian, dẫn động đại đạo thiên hoàng còn xuất lại trong phiến đại lục thái cổ này. Cổ thuyền của Trung Nhạc bị vô số đại đạo đế cấp công kích. Cho dù thiên dực cổ thuyền cũng là bảo vật do thần vương của thời đại hắc ám luyện chế, cũng có chút không chịu nổi. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe đột nhiên một tiếng ầm vang thật lớn, thiên dực cổ thuyền bị mạnh mẽ đập ra, lăn lông lốc đụng lên trên một ngọn núi lớn, đụng trong ngọn núi lớn kia chia năm xẻ bảy, lại trượt đi không biết bao xa, lúc này mới có thể dừng lại. Thiên dực cổ thuyền hiện tại rách nát tả tơi, trên thuyền vậy mà bốc lên đại hỏa hừng hực. Chiếc cổ thuyền do đại đạo của thời đại hắc ám ngưng tụ ra này lại bị đám hỏa linh này đốt cháy, bắt đầu thiêu đốt. Chiếc thuyền do thần vương của thời đại hắc ám luyện chế ra có thể xuyên toa không gian, thậm chí tiến vào đạo giới, vậy mà cũng không chống đỡ nổi hỏa diễm của đám hỏa linh này. 100 tôn hỏa linh du động đuôi rắn bao vây chiếc cổ thuyền lại, hỏa diễm toàn thân thiêu đốt hừng hực, khiến cho không gian cũng trở nên bất ổn. Trong lòng Ất Sửu vui vẻ, vội vàng phóng người bay lên chạy về phía bên này. Thế nhưng lúc này trên chiếc cổ thuyền kia đột nhiên có một gã cự nhân từ từ dâng lên. Gã cự nhân này đầu người thân rắn, trên mi tâm mọc ra con mắt thứ ba, đối mặt với đám hỏa linh kia không biết đang nói cái gì với đám hỏa linh kia. Phục Khi sao? Một gã Phục Khi còn sống sao? Bước chân của Ất Sửu bất chi bất giác thả chậm lại,
Chỉ thấy gã Phục Hy này không ngừng trao đổi với 100 tôn hỏa linh. Đám hỏa linh cúi đầu xuống, nhao nhao quan sát hắn, sau đấy thần thức cuồn cuộn tiến vào cơ thể của gã Phục Hy này. Có chút không ổn cho lắm rồi. Trong lòng Ất Sửu khẽ động, cao giọng nói: "Linh của thời đại Hòa Khí, các ngươi đã quên hiệp định thượng cổ rồi sao? Các ngươi đã ký kết hiệp định với thiên, hiện tại sao có thể làm trái hiệp định được?" Tôn thủ lĩnh hỏa linh kia giơ tay lên, dập tắt đám hỏa diễm trên thiên vực của thuyền, xoay đầu lại, chậm rãi cao giọng nói: "Chúng ta cũng có hiệp định với Phục Khí, hiệp định đã ký kết vào sơ kỳ của thời đại địa kỳ. Gã Phục Khí nho nhỏ này yêu cầu chúng ta phải tuân theo hiệp định với Phục Khí. Hiện tại hiệp định của các ngươi xung đột với nhau, chúng ta phải làm sao đây?" Ất Sửu nhất thời yên lòng, phi thân bay tới phụ cận lên tiếng: "Nếu đã như vậy, vậy thì mà các ngươi không nên nhúng tay vào, để cho ta xử tử gã Phục Khí này." 100 tôn hỏa linh liếc nhìn nhau một cái, thanh âm tôn thủ lĩnh hỏa linh kia vang vọng nói: "Dựa theo hiệp định, chúng ta quả thật hẳn không nên nhúng tay vào tranh đấu giữa các ngươi. Bất quá thủ lĩnh của chúng ta yêu cầu chúng ta nhất định phải tương trợ giúp hắn tiêu diệt các ngươi." "Sao? Thủ lĩnh của các ngươi sao?" Ất Sửu thoáng giật mình, nghi hoặc hỏi: "Ngươi không phải chính là thủ lĩnh của các hỏa linh hay sao?" "Không phải, thủ lĩnh của chúng ta là hắn kìa." Tôn thủ lĩnh hỏa linh kia giơ lên một ngón tay khổng lồ chỉ về phía bả vai của Trung Nhạc. Ánh mắt Ất Sửu rơi xuống trên bả vai Trung Nhạc, chỉ thấy một đốm lửa nhỏ đang đứng ở nơi đấy, hai tay chống nạnh, bộ dáng vô cùng đắc chí. "Tân hỏa đại thủ lĩnh là hỏa linh đầu tiên của thời đại hỏa kỳ chúng ta, là truyền thừa chi hỏa mà thiên hoàng đại đế đời thứ nhất đã dùng trụ hồn sáng tạo ra." Tôn thủ lĩnh hỏa linh kia nói: "Hắn là thủ lĩnh của toàn bộ thần hóa, chúng ta không thể cự tuyệt yêu cầu của hắn được. Hắn yêu cầu chúng ta giết chết các ngươi, trùng kiến thiên hoàng đế đạo." Trong lòng Ất Sửu biết là không ổn, vội vàng bay thẳng lên không trung. Cũng trong nháy mắt, thân hình của hắn bay lên không trung, bàn tay tôn thủ lĩnh hỏa linh kia đã đâm thẳng vào lồng ngực của hắn. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt nhục thân và nguyên thần của hắn. "Chúng ta đã quyết định phục tùng mệnh lệnh của hắn ta rồi." Tôn thủ lĩnh hỏa linh kia ồm ồm nói: